Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thịt băm rang thơm ngon nhé. Để làm món này thì các bạn chuẩn bị cho mình 400 g thịt băm. Chúng ta nên mua thịt sấn vai các bạn ạ, thì nó sẽ lẫn cả mỡ cả lạc thì nó sẽ ngon hơn và thịt sẽ thơm hơn và tơi nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình tỏi này, hành thơm này, tỏi và hành thơm nhé. Hành lá này và rau mùi tàu nữa. Và bây giờ mình sẽ ướp thịt với các gia vị vào để cho nó ngấm, thì các bạn là sẽ ướp cho mình nhé. Các bạn cho mình bột canh này nó có đã có cả bột ngọt rồi các bạn ạ. Các bạn cho mình một thìa nhé. Các bạn cho mình một thìa hạt tiêu nữa. Các bạn ăn cay được nhiều hay ít tùy theo nhé. Mình sẽ cho một thìa nước tương các bạn ạ. Các bạn cho một thìa dầu hào nữa. Mình trộn đều hỗn hợp này lên các bạn nhé. Và mình ướp tầm 10 đến 15 phút để cho các gia vị này nó ngấm vào miếng thịt. Và sau khi mình rang lên ấy, thì nó sẽ thơm và ngon đậm đà. Còn nước mắm ấy, thì các bạn sẽ cho vào sau cùng nhé. Trông nữa rang được gần chín thì chúng ta sẽ cho nước mắm sau. Mình trộn này lên cho nó là mình đã sẽ có một đĩa thịt băm ngon cho gia đình nhà mình ăn. Bữa cơm là rất đơn giản, món này thì ai cũng thích ăn rồi. Các bạn ướp từ 10 đến 15 phút. Các bạn băm cho mình nhỏ hành thơm và tỏi để mình phi thơm nó lên nhé. Hành lá và mùi tàu này thì các bạn cũng thái nhỏ cho mình nhé. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé. Và mình sẽ cho phần tỏi băm vào. Hành băm. Mình phi lên. Các bạn phi thơm lên, sau đó thì mình sẽ cho phần thịt vào nhé. Đây, khi đã phi thơm cái này rồi thì các bạn cho mình phần thịt vào nhé. Thịt là mình vừa xay xong nên nó dẻo, nó quánh lại các bạn ạ. Bây giờ mình
Mình rang cho cái thịt này nó cạn nước và nó vàng lên một chút là được các bạn nhé. Và là các bạn muốn ăn nước thì chúng ta có thể để nước lại nhé. Không rang kiệt. Mình có thể nêm nếm xem được chưa. Hơi nhạt các bạn ạ. Vì thịt này thì chúng ta phải rang mặn một chút để mình còn ăn với nước luộc. Các bạn cho mình 1/2 thìa bột canh vào nhé. Hoặc là các bạn có thể cho hạt lên. Rồi, mình sẽ cho một chút muối và mắm nữa. Để cho nó có thơm vị mắm thì các bạn cho mình 2 thìa này mắm. Các bạn khi thịt đã vàng và khô lên như thế này là được rồi. Mình sẽ cho phần hành thơm và rau mùi vào phần lá. Bạn tắt bếp cho mình nhé. Mình đã được một chảo băm như thế này, rang thơm và ngon rồi. Bạn nào ăn được ớt thì các bạn có thể cho ớt nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây nhé, là một đĩa thịt băm như thế này. Và các bạn có thể cho ớt. Nếu ai ăn được cay các bạn nhé, trong gia đình. Thành phẩm của mình sau khi làm xong là một đĩa thịt băm rang thơm ngon như thế này, chúng ta ăn với cơm với nước luộc là rất hợp nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Với những món ăn này thì các bạn có thể làm dễ dàng và đơn giản rồi. Chúng ta có thể cho các con nhỏ ăn thì không phải xé thịt hoặc gỡ thịt ra đấy, hoặc kể cả người lớn chúng ta ăn cũng được. Mình xúc thìa thịt băm này vào ăn với cơm với nước luộc rất hợp nhé, mà không mất nhiều thời gian của các bà nội trợ.